Trương Minh Cường lộ quan hệ thật với vợ cũ đại gia hậu ly hôn. Trương Minh Cường từng là diễn viên hạng A, nổi đình nổi đám trong làng giải trí Việt. Anh còn được mệnh danh là vua quảng cáo bởi cách xê cao chót vót khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Minh Cường kết hôn với vợ doanh nhân và sang Mỹ định cư. Trong tập 81 chương trình Gõ cửa thăm nhà, Thúy Nga đã gặp gỡ Trương Minh Cường và vô cùng bất ngờ trước tình hình hiện tại của anh. Dù đã bước qua tuổi 40, Trương Minh Cường vẫn giữ được phong độ, điển trai khiến Thúy Nga hết lời khen ngợi. Được biết, nam diễn viên xuất thân từ trường đại học kinh tế là người ngoại đạo của giới nghệ thuật, may mắn bén duyên sau một hợp đồng quảng cáo với nước ngoài, cùng sự cố gắng mà sự nghiệp Trương Minh Cường thăng hoa như diều gặp gió. Thế nhưng vì bản thân không được trang bị để trở thành người nổi tiếng, lại nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trên cả nước đã vô tình trở thành áp lực cho Trương Minh Cường. Anh tự hào với sự thành công của bản thân, trân trọng tình cảm của khán giả, nhưng sự nổi tiếng khiến không gian đời tư của nam diễn viên bị thu hẹp. Từ đó, diễn viên gió nghịch mùa chọn giải pháp định cư bên Mỹ để lấy lại cân bằng cuộc sống. Từ một người đang kiếm hàng tỷ đồng được hàng ngàn người săn đón, nam diễn viên 8X bỏ lại tất cả xây dựng lại từ đầu. Cuộc đời anh bước sang chặng đường mới, có sóng gió, khó khăn, tuyệt vọng và không hề màu hồng như nhiều người nghĩ. Anh kể, 10 năm đầu tôi chật vật lắm, là người có tiếng tăm thì làm gì cũng thấy khó. Tất cả những quảng cáo lớn khắp Việt Nam, từ chợ đến siêu thị hay nhà hát thành phố đều có hình tôi, có xe đưa rước tận nhà. Qua đây làm ở đài truyền hình Mỹ, một tháng loay hoay chỉ 3-4 ngàn đô, phải tự trang điểm, tự viết kịch bản. Những cái đó đối với tôi như đang ở trên cao mà rơi xuống, tôi rất sốc. Có những buổi tôi ngồi ngoài biển vài giờ liền, trăn trở liệu sự lựa chọn này là đúng hay sai, nên về hay ở. Nam diễn viên còn tiết lộ về khoảng thời gian dài mắc chứng trầm cảm. Anh nói, đã bị trầm cảm rồi mới thấy sự khủng khiếp của nó. Nó không có thuốc chữa. Mới đầu tôi chưa biết đó là trầm cảm. Tôi bị stress khoảng thời gian khá dài. Sau biến cố tôi ly hôn từ 4 năm trước, tôi ít tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Đến 2-3 năm gần đây tôi phải điều trị bằng thuốc. Lúc đó bản thân chưa biết trầm cảm là gì. Đi kiểm tra bác sĩ cho uống thuốc tôi sử dụng mà cũng không biết đó là thuốc gì. Và họ gọi lại cho tôi nhiều hơn từ 3 tháng, 1 tháng, 2 tuần, 1 tuần và mỗi ngày. Gần 1 năm là tôi không uống thuốc nữa. Tôi tự tìm cách đi xuyên qua nó, kiểm soát được sự nóng giận của mình. Sau khi lấy lại cân bằng cuộc sống, Trương Minh Cường ngày càng quan tâm sức khỏe tinh thần hơn, chọn các hoạt động như thiền, đi dạo công viên để giải tỏa căng thẳng. Trước câu hỏi, sau khi ly hôn đã bao lâu rồi không có bữa cơm gia đình của Thúy Nga, Giang Đông Quân Việt Nam phút chốc rơi vào trầm tư. Anh tâm sự, tôi không còn nhớ hay không dám nhớ nữa rồi, cuộc sống độc thân rất khó khăn, ai cũng có khó khăn riêng. Khó khăn của tôi so với nhiều người cũng chẳng là gì cả, nhưng tôi thấy thú vị và đáng. Nhìn dáng vẻ khi chia sẻ của đồng nghiệp, Thúy Nga đã có chút chạnh lòng, nay lại còn xót xa hơn khi biết về tuổi thơ không trọn vẹn, thiếu tình thương người cha của Trương Minh Cường. Nam diễn viên tiết lộ, tôi chỉ còn mẹ và em trai ở Việt Nam thôi. Ba tôi mất khi mẹ tôi mới 25 tuổi, tôi 7 tuổi, còn em trai tôi mới 2 tháng. Hiện tại vì dịch, mẹ anh chưa thể qua Mỹ, nam diễn viên đang đếm ngược từng ngày đoàn tụ với mẹ. Đó là lý do khi Thúy Nga và ekip chương trình đưa món quà bí mật là đoạn video ngắn ghi lại những lời dặn dò, tâm tình của mẹ Trương Minh Cường, anh đã không kìm được nước mắt. Thông tin Trương Minh Cường ly hôn khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Trong quá khứ, khi vợ bị soi mói ngoại hình, nam diễn viên từng hết lời bênh vực. Miệng đời nói làm sao tránh khỏi, bản thân ai cũng có lời ra tiếng vào. Nếu như mỗi người bớt đi một lời chê bai, thêm một lời yêu thương, thì cuộc sống của họ chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi rất cảm ơn bà xã trong thời gian qua vì đã chịu đựng nhiều tai tiếng và mất mát để cùng tôi chăm sóc con cái. Vợ tôi không bao giờ trách móc hay đề cập đến vấn đề này, nhưng tôi vẫn muốn nói lời tri ân và cho rằng điều đó là cần thiết. Thật ra đối với tôi, vẻ đẹp không nằm ở hai chữ đẹp hay xấu, mà quan trọng là cách hành xử trong cuộc sống. Tôi không chú ý vấn đề ngoại hình khi chọn vợ, mà quan tâm nhiều hơn đến lúc chung sống đối xử nhau như thế nào. Tôi thấy vợ mình đẹp lắm, đẹp theo kiểu của vợ tôi và trong mắt tôi. Cô ấy là một cá tính rất đặc biệt và thú vị. Bên cạnh đó, nhiều người tò mò mối quan hệ của Trương Minh Cường và vợ hậu ly hôn. Nhiều người cho rằng sau khi đường ai nấy đi, mối quan hệ của chàng Giang Đông Quân Việt Nam và vợ cũ vẫn rất tốt đẹp. Minh chứng gần nhất là vào tháng 9 và giữa tháng 6, Trương Minh Cường vẫn đăng ảnh cả gia đình vui vẻ đi ăn có cả vợ cũ. Cả gia đình cười vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly. Thêm vào đó, những bức hình gia đình trên trang cá nhân cũng được nam diễn viên giữ lại. Khán giả đánh giá cao cách hành xử văn minh của Trương Minh Cường và doanh nhân Thu Huyền hậu ly hôn.